Rồi bây giờ chị Dương Tuyền nói đây hồi tuần rồi em tư vấn chị như vậy á, rồi chị có áp dụng không, thấy có kết quả không? Thì cũng báo cáo cho thầy biết luôn là có kết quả Có rất nhiều hay ít vậy? luôn, dạ nhiều. Rồi mấy nhân viên có đi qua đi lại có thấy có bản đó không? Dạ có. Rồi chị nói lại cho các bạn khác nghe đi, cái khúc này hay lắm nè, các bạn khác tập trung nghe nha. Thì vừa rồi như thầy chia sẻ đó thì chị cũng có áp dụng là coi như là có cả luôn, rất là tốt, rất là ok. Thì sau khoảng 2 ngày, hai ngày sau là thấy có hiệu quả này. Cái vấn đề mà bây giờ chị muốn hỏi là bây giờ là chị cũng muốn mở rộng chứ mình cũng không có muốn dừng cho tại đó, Đúng rồi, thì em đang thích nghe câu này nhất luôn á. tức Em đang nhiên đợi ra câu là này bây giờ chị đang muốn là mở rộng ra, thì là cũng vẫn muốn là quản lý, phải có quản lý với là một cái lượng nhân viên ổn định á, thì là bây giờ không biết là mình phải tuyển như thế nào, rồi cái cách thức mà mình khi mà mình thuê quản lý là mình với người quản lý đó làm việc như thế nào đó. rồi, ok, hai câu hỏi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, bây giờ giải quyết hai câu hỏi nha. Bây giờ trước khi trả lời hai câu hỏi của chị, câu hỏi thứ nhất á, là chị muốn mở rộng, và câu hỏi là chị không biết cách thuê nhân viên như thế nào, và câu hỏi thứ hai thuê quản lý thì làm sao để quản lý tốt cái công việc của nó. Rồi ok, vậy hai câu hỏi đó đúng không? Dạ. Rồi trước khi trả lời hai câu hỏi đó, cái mà em cần chị trả lời là chị muốn mở rộng ra, chị phải mở rộng ở mặt bằng ở quận mấy ở Sài Gòn, chị có biết chưa? Thì bây giờ là đang tính là mở rộng, đang tính là thuê cái ngay chỗ cái quận 12 á thầy. Quận 12. Cái khu chung cư á thầy. Hai cái lóc chung cư lớn. Rồi, ok. Rồi chị khảo sát thị trường ở đâu chị làm em thấy cũng được đó, chứ không không có nói là không được. Nhưng mà cái vấn đề chị phải đi tới đó rồi chị coi coi xung quanh nó như thế nào. Đây là mình nói luôn cho tất cả các bạn luôn nha. Các bạn muốn kinh doanh bất cứ mặt hàng nào á, các bạn phải coi coi lưu lượng. Ok, rồi tiếp tục có hai câu hỏi của chị hỏi bây giờ em trả lời nè. Cái thứ nhất là thuê nhân viên không có khó đâu chị. Bây giờ chị chỉ cần rồi ok. Rồi đối với chị đó là cách mà chị tuyển cho ra nhân viên nha. Và cách thứ hai tuyển cho quản lý rất là dễ chị, ai trên đời này cũng cần có. Dạ. Rồi Rồi thầy, bây giờ hiện giờ là cái chỗ mà mình đang kinh doanh á là hiện giờ là ở trên á, là tất nhiên là mình còn dư 3 tầng. Mình còn dư 3 tầng thì nói chung là bây giờ là chị muốn là cho văn phòng nó thuê, thì nếu mà một cái văn phòng nó thuê đi thì giá nó tầm khoảng 12 15 triệu đi, thì cái lượng mà nhân viên của một cái văn phòng đó là nó nằm tầm khoảng 20 hoặc 25 nhân viên, thì nghĩ là như chị nghĩ là nó quá tải, mà cái sân đó thì nó cũng không nó cũng không có xứng với lại một cái tầng mà mình cho thuê. Theo thầy thì sao thầy? Bây giờ chị có thể hỏi người ta được mà, chị quảng cáo, chị nói ok cho thuê văn phòng, rồi xong rồi tới khi mà người ta Dạ. ok, chị hiểu cách nói chưa? Bây giờ